Với tôi, một chiếc xe không chỉ là phương tiện đưa bạn đến những nơi mà bạn cần đến. Với tôi, một chiếc xe có thể khởi đầu của một hành trình bất tận. Và hành trình nào bắt đầu cũng thật lắm gian nan và khó khăn. Có những thay đổi. Có những biến cố. Có những mất mát. Có những nung nấu. Có những hoạch định. Và hơn hết, niềm đam mê đối với những chiếc xe đã giúp tôi cho ra đời cửa hàng xe máy đầu tiên mang tên cô con gái đầu lòng, Gia Khánh. Gia Khánh không chỉ là ước mơ đầu tiên của tôi đã thành hiện thực, mà còn là cột mốc đáng nhớ để bắt đầu ngành kinh doanh xe máy tại Đà Nẵng. Hành trình đến với Gia Khánh của tôi còn chuyển qua nhiều ngã rẽ, khi tôi không chỉ là người kinh doanh xe mà còn thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác. Và chiếc xe hơi limousine đầu tiên tôi mua tại Mỹ về bán cho nhà hàng Phi Lũ cũng mang một dấu ấn đẹp trong hành trình đó. Hành trình với cái tên Gia Khánh cứ tiếp diễn suôn sẻ cho đến khi tôi đối diện với một biến cố lớn là mất đi những người thân thương ruột thịt. Thời điểm đó, kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp đồng loạt chao đảo và Gia Khánh cũng không thoát khỏi cơn biến động đó. Có những phút khó khăn đến yếu lòng, nhưng tôi hiểu rằng không tiến, ắt sẽ phải lùi. Tôi lại đi Mỹ thăm con gái Gia Khánh, và cũng từ đây tôi bắt đầu có những ý tưởng đột phá cho cửa hàng kinh doanh xe máy của mình. Tôi nhập thêm ô tô, trong đó có không ít siêu xe để phục vụ những khách hàng của mình. Tháng 6 năm 2016, Gia Khánh không chỉ còn là một tên gọi, một cửa hàng mà đã trở thành một thương hiệu. Từ chiếc xe Cúp 79, tôi đã trải qua hành trình với nhiều bước thăng trầm để sở hữu một thương hiệu. Với tôi, một chiếc xe không chỉ là phương tiện đưa bạn đến những nơi mà bạn cần đến. Với tôi, một chiếc xe là người bạn đồng hành cùng chinh phục mọi hành trình đến với mọi ước mơ.